Cái này gọi là thân chuối á, chứ bắp chuối đâu. Thân. Dạ. Còn cái thân nào nữa có cắt luôn gì không? Không. Là cái đó gì hậu trồng để làm kinh tế luôn ha, gì hậu làm trồng ăn thôi. Trong cỏ bạn hay thức ăn uống rồi đó. Mà có thấy vườn nhà hậu nhìn sơ sơ thôi, thấy trồng nhiều á, mà trong đây có gì? Khổ qua đúng không gì hậu? Khổ qua mua lấy gì mới có trải bạt ngoài đảo lại á. Đồ cắt gì sao nó mổ? Cắt bầm 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 ra nữa cho nha. Bầm ra rồi. Cái đấy cũng bầm chó. Còn gì bầm đâu, gì bầm à? Khổ qua, mí, ủi, bồng. Không nhậu? Cái thao trên chiếc xe rùa đúng không? Tưởng nhìn đây tưởng gì hậu mua cái mấy con chứ ra đó quá trời hết. Mấy bà này không sợ người ha. Thường thường gà nó thấy người nó chạy mất tiêu, giờ còn thấy người nó bu tới à. Kiếm ăn. Không, mình tới đây mình đứng là nó sợ, nó nhảy tùm lum hết nè. Một lần vậy gì chậu gì hậu cho ăn hết cái đó luôn hả? Ăn tới chiều là hết. Dạ. Rồi một ngày cho mấy cử gì vậy hậu? Dạ. Ba cử. Sáng trưa. Dạ. Chiều. Ờ. Tính ra cũng nhanh lớn mà. Con thấy 1.5 tháng mà lớn gì rồi, chắc cỡ đâu cỡ 3-4 tháng là nó to xúc chuồng được luôn á chứ. Nó ăn đầu cá, nó béo, nó nhanh lớn hơn. Em sao em thấy nó vàng hết mà không hái gì bé? Cái bắp lê là để thu hoạch khô, để cho nó khô trên cây luôn. Làm giống hả? Để bạn bắp khô. Hình như bắp này dở ra là màu vàng trong phải không? Chưa, nó già lắm rồi. Bắp này nó già chạc lắm rồi. Ờ đúng rồi, bắp đỏ nè, bắp vàng nè. Bắp này cho bò ăn cái gì? Hả? Này xay ra cho bò ăn cái gì? Xay ra đâu vậy ảnh đó. Ừ. Rịn rịn nó hay lên đi hải, kỳ hải nha. Ý là sao, hái ăn hay là hái bén? Không, nó hải mượn nước khoản kỳ hải nha. À vậy hả? Thôi, xe mới quá không dám quay luôn. Ê chị, nhưng mà mùa nè, mẫn cầu nấy lắm á. Mẫn cầu nó có dòi á, mưa nè. Có không dậu? Mưa á, mẫn cầu có bị dòi không? Dòi hết. Dòi lắm không? Mắm có trại được rồi đúng. Mì mì coi thử là có trái nào để ăn được hay không mà có đâu. Giống như là hình bọc lên đèn dán thêm mình sống rung rung thôi. Để nhìn đẹp. Cái này đâu phải xài cát đâu chị. Xài Úc. Xí. Dưa kia thấy không? Cũng nhà dậu luôn hả? Không phải. Nhà trời ơi, cũng nhà sớm bị mà chỉ qua được. đừng nhà dậu chứ. Quay nhà dậu thôi, không quay hàng xóm đâu. Phải. Ý là người ta có cho phép mình hái mà sao tí mua hái rồi ngon lành vậy? Mua xuống hải thoải mái. Ý là mình mua ha. Mình hải xuống mình tỉnh tiên. À. Ủa mua đây chị nguyên sách về Đà Lạt hả? Sao? 79. Cái gì hết hồn? Cái gì 79 là ở đâu? Nha Trang. À. 79 Nha Trang làm gì hết hồn như vậy? Trời ơi, Covid. Đâu, Nha Trang nó có Covid đâu. Nó cái ui thắng. Bữa nay mà thấy biển số tỉnh khác thấy hết hồn. Ủa sao tỉnh đứng kia nhờ như này trời. Ồ, này cũng két luôn hả? Thành lai, thành lai. Gọi là. Không, bên nhà gì hầu có một cái xoài này, mà ăn nó ngon lắm. Nó ngon lắm như xoài cạp luôn. Anh thấy cái trái xoài như trái cạp chưa? Mà trái trái xoài mù lúc. Thiệt luôn hả? Hay. Rồi, có cái trái nào mà đều lùng quá hả anh tới. Keo hái rồi. Đưa ẩm lên cho. Thôi. Này nó phải về mũ. Này giống nhau. Giờ anh nó sai rồi. Trời ơi, cái xoài ngon. Hành chua thiệt là chua, mình ngọt thiệt là ngọt. Nó chỉ là đi. Ôi sao gì hay gì không? Ồ, anh muốn chua thì nó chua. Nó chua thiệt là chua mà nó ngọt thì là ngọt. Đúng vậy, cái cảm nhận. Rồi cuối cùng là nó là sao? Trời ơi, nó chị mà không... Nó chua thì nó chua thì nó cũng ngọt luôn. Rồi cuối cùng là không biết. Cạnh vô là nó chua, mình nuột vô nó ngọt. Trời ơi, tả cái xoài gì mà thiệt khó hiểu đó. Ngọt nữa không? Xoài này ngọt mà. Chua thì là chua. Xoài mù mà nó ngon. Nó ngon hơn bị xoài khác tay ghẹp á. Không sao không? Đúng rồi, nó chua thiệt là chua mà nó ngọt thì là ngọt.
cười nỗi thương. Cái xoài này hẳn phải giống xoài mũ đó. Nên cái cây này vừa xoài cát vừa xoài mũ. Thế nên cái mũ này cái trái nó cũng đâu có lên đâu. Giống lá lá có chút chua nữa sao. Nó lá cái ngọt ngọt của cát hồi lọc với sao. Cái này không phải xoài mũ mà cát thì cũng không tới cát. Nó ngủ ngủ nó sao khó tả ghê. Thì cũng hài vãi. Để khoảng cơm luôn quá. Dạo ghê chứ đỡ tốn kiếm cơm. Kiếm của họ thì có hại. Trong con ở vùng trong con xoay nhiều không? Cũng có dạo mà đều không có nhiều gì. Ta trồng mấy cây chơi à. Bây giờ ta xuống Thanh Long là nhiều. Cái lóng hệ dạ đúng rồi. Nhiều mà vừa xài da da không này. Cái sự ghẹp là ở đâu? Sai sai mũ á. Okay. Lấy cái báo bỏ luôn bạn. Báo đấy đấy. Không kêu khỏi ra lại sẽ ướm. Mà hại làm chi? Bé, em đứng đây em thấy cây xài đó hả? Nó đỏ hết luôn kìa. Ôi lộn, nó chín hết luôn rồi. Ô em lột cái giỏ xoài xong giờ nó tét cái ấy tay luôn rồi. Rét lên luôn á. Cắt xác quá. Em không có rành lắm. Em không rành lắm cho nên em phải hỏi. Vắt hại luôn trái đó mà vắt luôn cái dưới. Vắt luôn cái dưới. Thấy xoài á, mà nó to ghê luôn chưa? Xoài này kêu xoài gì? Xoài Úc hả? Gì hậu? Nó chín rồi, nó thơm. Sao con thấy thơm giống mùi xoài mũ ghê luôn á. Hả? Xoài ăn chất lượng ghê. Xoài này là sắp tổ hắn họ mua đi chị. Dạ. Đây cái xoài này các bạn nè. Còn đây là trái đu đủ. Giống nhau ha. Trái xoài mà nó to bằng trái đu đủ luôn nè. Giống xoài này hơi lạ, chắc các bạn không biết xoài gì đâu. Để mình bây giờ mình sẽ dắt các bạn ra ngoài kia coi cái cây đó là sao nha. Đây tụi dép vô cái ạ. Thấy cái đường nào ra đấy. Cái giống xoài này. Xoài này là người ta ở đây gọi là xoài Úc. Giống này giống mới nè. Thấy hình như cái mưa cho nên nó bị rầy nè. Mà chưa xịt á. Nó cũng giống như cái cây xoài của mình mà đều cái trái của nó khác. Trái to gì mà to dữ vậy ta? Nghe cái mùi thơm ghê luôn á. Đây nè, trái còn xanh của nó nè. Trái này chắc là chưa có lớn hết cỡ đâu. Còn lớn nữa. Không biết ăn thử nó ra sao ha. Lát lấy cái dao cắt thử. À, hồi nãy chị nghe chị biết nói là cái xoài này mắc tiền lắm. Nhưng mà chị biết không thích xoài này. Chị biết thích xoài kia hơn.